Cả nhà ơi, hôm nay mình làm video tiếp tục làm cái video cái cây hoa giấy tím Huế của mình nhá. Cây hoa giấy tím Huế nó ra hoa lần thứ 3 trong mùa hè năm nay 2021. Lần trước nó ra lần 1, lần 2 mình đã quay video cho các bạn xem rồi, nhưng mà hôm nay là lần thứ 3. Thế mình hay. Đấy, hôm nay mình cho các bạn xem cái lịch này. Hôm nay là ngày 30 tháng 8 nhá. Đây. 30 tháng 8 này. 2021 đây. Đấy. Đợt này ở nhà chống dịch cho nên là nghỉ ở nhà, không đi làm được. Đấy, cho nên là có mỗi cái cây hoa giấy này để ngắm để quay video thôi các bạn nhá. Cho nên là cứ thấy nó thay đổi thì mình quay vui vui chơi chơi để giải trí cùng mọi người. Đấy. Cây hoa giấy này của mình trồng, mình cho bò leo trên cái trần của ban công chung cư. Vừa tạo bóng mát mà vừa tạo đẹp thoáng nữa. Đấy, cái lần hoa đầu tiên của mình nó rơi vào độ khoảng giữa tháng 5 là lứa hoa đầu tiên. Thế mà sau đấy thì tiếp tục nó được chơi được hơn một tháng thì nó lại ra cái lứa hoa thứ hai. Cái lứa hoa thứ nhất thì nó nhiều hoa nhất, nó kín hoa ở các cái cành luôn, ở các cái mắt lá, à mắt ở cái khe lá, tức là ra hoa không nhìn thấy lá đâu. Tiếp tục đến sang cái lứa hoa thứ hai thì nó là những cái cành vọt ra. Tức là ở cái lứa hoa đầu thì khi mà đang có hoa thì nó có một số các cái mầm nó mới nó mọc ra, thì hết cái lứa hoa đầu rụng cái thì nó lại ra tiếp cái lứa hoa thứ hai. Rất là nhiều luôn. Nhưng mà nó không nhớ được dày hoa bằng cái lứa hoa đầu. Lứa hoa thứ hai thì chủ yếu nó mọc ở các cái cành ấy, cho nên là hoa nó không được đều nhau. Đấy, như cái lứa hoa thứ nhất. Và đây là lứa hoa thứ 3. Đấy, bây giờ là tháng 8 rồi. Ngày kia cuối tháng 8. Ngày kia là mùng 1 tháng 9, là đầu tháng 9. Mình thì năm nay mình cứ nghĩ là nó ra chơi một lứa hoa đầu thôi, thì xong đấy thì mình sẽ cắt để mình chăm sóc cho nó khỏe để làm một cái lứa hoa Tết. Thế nhưng mà nó lại ra lần thứ 3 này, thế mới khó làm, thì không biết năm nay Tết có hoa để chơi không. Bởi vì là mỗi lần ra hoa này là cây nó rất là tốn sức nha các bạn nhé. Cây nó mất sức rất là nhiều. Thế chúng ta phải chăm sóc để nó đủ cái sức lực thì nó mới sẽ ra hoa tiếp. Thế cho nên là mình muốn là nó có cái thời gian để mình chăm sóc thì nó mới có được cái hoa Tết đẹp được. Thế nhưng mà lần này nó ra là hoa lần thứ 3. Cắt bỏ thì tiếc các bạn ạ. Để cứ để chơi thì sợ Tết lại không có hoa chơi. Thế nhưng mà thôi, bởi vì đợt này ở nhà suốt ngày cho nên là không đi làm. Thế cho nên là ở nhà chả có cái gì mà ngắm thì thôi đành phải ngắm hoa giấy thôi. Thế nên là ngắm hoa giấy thì bây giờ mà cắt trụi đi thì lại không có cái để mà ngắm. Thì thôi thì cứ để hoa để chơi. Đấy. Thế nên là vừa chơi vừa ngắm và vừa quay video để cho các bạn xem.
Mình vừa rồi mình cái đợt vừa rồi từ cái đợt nó ra hoa giờ mình không chăm sóc gì nhá, chủ yếu chỉ có tưới nước thôi. Thế còn trước đấy thì hồi đầu năm thì mình có bón cho nó ít lần, nhưng mà cái cây này của mình thì hoa giấy tím Huế thôi, nhưng mà nó khả năng là nó già, nó kiểu già cỗi rồi cho nên là nó mới nhiều hoa. Ở cái ban công chung cư thì nó cũng thiếu nắng, nó không nắng nó không được nhiều đâu, cho nên là đây này, những cái bông cành hoa nó ở phía trong mặt trong đấy, cho nên là cái hoa cái màu nó không được rực rỡ lắm đấy. Cái nữa là cái hoa tím Huế này nó ra hoa vào mùa hè là cái màu nó không đậm đà như mùa đông đó. Cái này, cái dàn này của mình là tím Huế nhá, đây cái dàn này của mình tím Huế này. Thế còn cái cây bên này là sáp pháo nhá. Đấy, cây sáp pháo này mình mới trồng. Sáp pháo thì cái hoa nó tươi thắm hơn, đẹp hơn. Thế là tím Huế thì mùa này nó màu nó không được ấy. Nếu mà tím Huế này mà nó đứng ở đúng ngoài nắng ấy, mà cây khỏe thì hoa nó sẽ tươi căng đẹp, nhìn đẹp muốt luôn. Đấy, mình đi ra ngoài mình quay cho các bạn đấy nhá. Từ cái cây con của nó đây, mini ở dưới đây. Đấy nó cũng hoa này. Thấy không? Mình quay nó bị ngược sáng như này này các bạn nhìn nhé. Đây. Rất là ấy luôn. Thấy chưa? Đấy. Cái mầm hoa như thế này tức là nó rất là rụt rịt luôn. Cây rất là cằn đấy. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đấy. Đây, đang rất nhiều đầu mầm. Cái cành này thì mình mới cắt. Đấy, mua một cái cây mini đây. Thế còn đây các bạn nhìn thấy chưa, đấy, rất là nhiều nhá. Đấy, đấy, thấy không? Cái hoa đợt 3 này cái cành nó cũng sơ sát bởi vì mình không cắt cho nên là nó cũng sơ sát, cho nên cái lượng hoa nó cũng cũng kém chứ không được như những lần 1, lần 2 nhá. Nhưng mà vẫn có cái để chơi. Đấy. Đây các bạn nhìn này, cái cành nó ở hẳn trong này. Cành hẳn trong, cái này cành này thiếu hẳn ánh sáng nhá. Yếu, quạt ẹo, mềm nhũn này, lá cũng mềm. Thế nhưng bông đầy này. Đấy, bông này. Đấy, thấy chưa? Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, quay ngoài ngoài vào, phải không? Lá nó còn bị vàng và rụng. Đó. Nó rất là đẹp luôn. Đây, cho các bạn xem này. Thấy chưa? Đấy. Bây giờ là các cái cành này, đầu cành này, đấy nó lại ra hoa hết này. Đấy, à cái thân ấy. Thấy không? Đấy. Cái hoa lần này nghe vẻ nó rất là rụt rịt các bạn ạ. Kiểu như là cây cằn cỗi như nó thế, chứ nên nó không cành hoa nó không vừa vọt ra đấy, các bạn thấy chưa? Ở trên rất là nhiều nhá, ở mặt trên đây là mình quay mặt dưới nên không thấy được, mặt trên rất là nhiều hoa luôn đấy. Đây là lần thứ ba nhá, hoa lần thứ ba đây. Đấy không? Đây vẫn còn một số cái cánh hoa của đợt 2 màu trắng trắng này các bạn này. Đấy nó sơ sát nó chưa rụng đây. Đấy nó mọc ở trong phần trong của ban công nhá, mọc ở trong ban công nên nó thiếu sáng, thiếu nắng thiếu sáng, nên bông hoa này thì được cái này nữa, lá thì không được đẹp rồi. Đấy, lá quăn này kiểu dạng lá quăn này kiểu thiếu chất. Đó. Nhưng mà đợt này chính vì gì nghỉ dịch cho nên ở nhà mấy tháng nay rồi chống dịch, thế cho nên là không có thời gian để đi mua phân nhá, nếu không là bón cho nó ít lần mà là nó tưng bừng ngay, nó phân chả có, nó có mỗi nước máy ấy. Bạn thấy chưa? Đấy, chung cư trên cao tầng nhé.
Thế còn đây là hoa sáp pháo này. Đấy, sang bên này là cành này sáp pháo này. Đây đây là sáp pháo nhé. Đấy, sáp pháo hoa nó tươi tắn hẳn. Nhưng mà tím Huế, à đây tím Huế đây, những cái hoa cũ của nó đây các bạn này. Đấy, hoa cũ của nó đây. Còn đây hoa mới đây. Hoa mới đây. Đấy. Thấy chưa? Đã thấy hoa mới chưa? Đấy. Đấy. Các bông hoa của lần thứ ba đấy. Lần thứ ba ra đấy. Đấy. Quá đẹp luôn. Này thôi, thế này chơi cứ chơi chơi vui vui này thôi. Ngày nhà ngắm hoa. Ngắm hoa. Đấy. Ngắm thành phố. Ngắm hoa. Mình quay cho các bạn. Đấy, bông này. Thấy không? Quay bằng điện thoại mà quay ở trên cao này nên cũng khó quay nên là phải rất cẩn thận, ghê ghê. Đấy, các bạn thấy chưa, đẹp chưa? Nhìn chung có dàn bông giấy này nhìn sướng luôn. Hoa chơi. Nhiều bạn, nhiều chuyên gia cứ hướng dẫn cái cách chăm sóc hoa giấy để một năm nó ra nhiều hoa, nhiều đợt ấy. Thì nói thực sự là các cái loại hoa giấy khác, hoa tím Huế này thì còn dễ làm. Chứ còn với hoa tím Huế này thì nói luôn cho các bạn là cực kỳ khó làm nhé. Rất khó để ra hoa luôn. Nhưng tím Huế này có cái lợi thế này, làm bonsai thì rất là dễ. Bởi vì nó có cái tay cành chắc và khỏe, to nữa. Mình có như rất nhiều cây bon tím Huế bonsai to khục, hàng khục. Đấy, này này, trong trong mắt của nó, trong cái ánh nhánh của nó mắt này cũng rất nhiều đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất nhiều bông nhá. Đấy, rất nhiều nụ này này. Đấy, đấy, thấy không? Thấy không? Đúng là nó chỉ kém cái lần thứ nhất, lần thứ hai là cái bông nó không to không khỏe thôi, bởi vì là không có ăn. Đấy, các bạn nhìn cái lá nó vàng, nó quăn này, lá quăn vàng này rất là thiếu ăn rất là nhiều. Các bạn xem kênh YouTube của mình thì nếu thấy hay, thấy ý nghĩa thì cho một lời bình luận hoặc là một cái like hoặc một cái share nhé. Và nếu mà thấy thương kênh của mình thì hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình làm video thì cũng mang tính chất để giải trí thôi, để cho nó vui, cuộc sống nó thêm ý nghĩa. Thế nhưng cũng không phải gì, không phải chuyên nghiệp, nên là bán chuyên nghiệp cho nên là mọi cái nó chỉ đạt được cái tầm trung bình. Nhưng chỉ có hoa là đẹp. Đấy, hoa thì xuất sắc. Đấy. Các bạn xem kênh của mình thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Mỗi một cái đăng ký và một cái like, một cái comment của các bạn là một cái động viên mình để mình tiếp tục làm các cái video mới để phục vụ mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Chúc mọi người sức khỏe và bình an.